Rất vui được gặp lại quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh Phong Thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, nhắc đến tuổi Thìn thì nhiều người thường nghĩ đến những sức mạnh linh thiêng, tôn kính, luôn mang một sự tinh tế, thành công và quyền lực. Tuổi Thìn thường là những người thông minh và bên trong có rất nhiều tham vọng, nhạy bén, giỏi giao tiếp, tự lập và rất thích tự do. Sang năm 2020, vận trình tử vi của người tuổi Thìn đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế. Năm Canh Tý, tuổi Thìn có sự nghiệp, có quý nhân nâng đỡ, tiền về đầy tay, tình cảm thăng hoa. Song vẫn gặp phải không ít khó khăn do bị hung tinh đeo bám, vây hãm, thị phi, thậm chí là nguy cơ tiêu tan tài sản. 6 tháng đầu năm của những người sinh năm Thìn, sự nghiệp vất lên trông thấy, tiền tài đầy người, tình cảm thì thăng hoa. Vậy còn 6 tháng cuối năm người tuổi Thìn sẽ có biến động như thế nào? Sự nghiệp có còn phát triển hay vẫn giữ nguyên trạng thái? Hãy cùng Phong Thủy Lộc Tài phân tích 6 tháng cuối năm 2020 của người tuổi Thìn trong những giây phút tiếp theo. Trước khi đến với nội dung chi tiết thì quý vị và các bạn cũng đừng quên like và đăng ký kênh để có thể biết thêm nhiều thông tin bổ ích khác tới từ Phong Thủy Lộc Tài. Tổng quan tử vi của tuổi Thìn trong năm 2020. Vượt qua năm phạm Thái Tuế năm 2019, cuộc sống của người tuổi Thìn sẽ có nhiều biến động sau những ngày khó khăn, vất vả mà trước đó bạn đã phải chịu đựng. Tuổi Thìn năm 2020 được cát tinh vây quanh, tuy nhiên còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài cát tinh thì vẫn có hung tinh đeo bám, và sao xấu này sẽ cản trở bạn khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Đầu tiên là trong những năm Canh Tý, Thái Tuế Tý Thủy và Thìn Thổ hợp thành quan hệ bán hợp thủy cục, giúp tăng tài kiến lộc. Trong năm 2020, con giáp này sẽ có nhân duyên khá vượng, mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng và thuận lợi hơn. Đường tài lộc vượng sắc có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing, bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng cao, tạo mức thu nhập ổn định mà không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Điểm báo tử vi cho thấy vận trình tình cảm của con giáp này khá ổn định, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng công việc căng thẳng và nhiều áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Những chú rồng cũng đừng quên rằng trong năm vẫn có điểm báo hung sát, cần phải lưu ý không nên đắc tội với người khác, rất dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra tòa cũng rất dễ bị phá tài hao lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt, con giáp này còn có thể bị thương tích trên người nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đổ kim loại hay vật sắc nhọn gây ra. Trong năm Thái Tuế là Tý Thủy nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, cũng tránh tới những nơi ẩm ướt tối tăm, sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Thứ nhất là về sự nghiệp. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Thìn về phương diện sự nghiệp, con giáp này có canh kim lộ xuất thực thần, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên mà phải tự mình lên kế hoạch cho mọi việc, tự đốc thúc bản thân giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhờ cát tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì. Bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời có thêm tiền lương, tiền thưởng cho những nỗ lực của mình. Tiếp theo là về tài lộc. Năm Canh Tý 2020, canh kim lộ xuất thực thần, Tý Thủy tọa thiên tài, lại thêm cục diện Tý Thìn bán hợp cùng trợ lực nên con đường tài lộc của tuổi Thìn cực kỳ lý tưởng. Trong năm, con giáp này không cần quá lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức lực của mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và các mức đãi ngộ. Trong khoảng thời gian này, tuổi Thìn có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán sẽ rất dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính thì rất dễ may mắn, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Tiếp theo là về tình cảm. Thời điểm năm 2020, nhân duyên không tồi,
bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng cách này để tìm người phù hợp cho mình. Đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ tình yêu tới, bạn cần phải chủ động và tích cực hơn, bởi cuộc sống là không chờ đợi. Thanh xuân trôi qua trong chớp mắt, không thay đổi thì khó có thể tạo được bước đột phá trong những chuyện tình cảm của mình. Thứ ba là về sức khỏe. Vận trình sức khỏe trong năm của người tuổi Thìn khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh khỏi những thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên, tuổi Thìn nên tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay nhiều nước như sông hồ, ao suối, nơi âm khí vượng để tránh để lại hậu họa về sau. Bản mệnh cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng, kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh bị thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách để che đậy lại. Tuổi Rồng cũng nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho mình. Cũng nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, rất dễ mắc bệnh dạ dày hay đại tràng. Có thể bị cảm cúm hay mệt mỏi do thời tiết nên năng tập luyện thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ khoa học để tăng sức đề kháng cho bản thân. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ thêm về lộ trình 6 tháng cuối năm của người tuổi Thìn trong năm 2020. Để quý vị theo dõi xem trong những tháng cuối năm này về sự nghiệp, sức khỏe hay tình duyên của người tuổi Thìn có thay đổi gì lớn hay không. Thứ nhất là tháng 7 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 7 năm 2020, sự nghiệp của người tuổi Thìn bắt đầu khởi sắc, về cơ bản không có rắc rối gì quá lớn. Vận trình tài lộc thì không được tốt đẹp như thế, mọi thứ đi xuống theo chiều hướng xấu. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Thìn kiên trì với mục tiêu mình đã chọn, quyết tâm thực hiện điều mình đã bắt đầu. Mỗi một nhiệm vụ được giao, bạn đều hoàn thành xuất sắc, không để xảy ra sai sót gì đáng kể. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, phần nhiều là do con giáp này đang chi tiêu quá nhiều, thu chẳng đủ bù chi. Bản mệnh tiêu tốn khá nhiều tiền bạc vào chuyện ăn uống, vui chơi giải trí. Tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của người tuổi Thìn có phần chững lại, vận trình biến động lớn, đường tình duyên không được ổn định, tổng thể vận trình xuống dốc không phanh. Bản mệnh công việc bận rộn, áp lực lại gia tăng, bị đồng nghiệp chèn ép, các cuộc đấu tranh nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn lực kiệt chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Thìn đang trong tình trạng báo động. Các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn cũng từ đó mà gia tăng. Tháng 9 âm lịch. Bước qua tháng 9 âm lịch, tổng thể vận trình khá ảm đạm khi mà đường tài lộc và sức khỏe của người tuổi Thìn đều vẫn đang sa sút nghiêm trọng. Công việc và tình cảm thì ở mức bình ổn hơn. Trong tháng này, bản mệnh cần cẩn trọng khi đầu tư. Những bạn tham gia vào các mục đầu tư mạo hiểm, chơi cổ phiếu, buôn bán nhà đất sẽ rất dễ phải chịu tổn thất lớn. Tiền bạc đổ ra đầu tư một đi không trở lại. Người làm kinh doanh nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, lợi nhuận thu được chẳng đáng là bao. Thời thế thay đổi, thậm chí phải bán tống bán tháo để thu lại nguồn vốn bỏ ra ban đầu. Về phương diện sức khỏe, những người bạn làm công sở hay phải ngồi lâu một chỗ rất có nguy cơ mắc các bệnh về mắt và cột sống. Cần lưu ý thường xuyên thay đổi tư thế, thi thoảng đứng dậy đi lại để giúp mắt đỡ căng thẳng, cột sống cũng không phải chịu sức ép từ một tư thế quá lâu, tránh các bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là lúc mà cả công việc và tình cảm của người tuổi Thìn đều gặp phải không ít khó khăn. Vận trình của cả hai phương diện này đều không được lý tưởng. Trong công việc, bản mệnh cần ý thức được những thiếu sót của bản thân mình. Bạn biết được nhược điểm của mình nằm ở đâu, nhưng lại chưa tìm được cách để nâng cao năng lực, bù đắp cho những thiếu sót đó. Con giáp này cũng đang loay hoay trong việc xử lý các mối quan hệ xã giao. Bạn chưa nắm được bí quyết để hòa hợp với mọi người, thường vô tình đắc tội với người khác, gây cho đối phương những tổn thương về tinh thần. Trong chuyện tình cảm, con giáp này thấy hoang mang chưa xác định được đây có đúng là điều mình mong muốn hay không. Tình cảm đôi khi rất gần rất xa, khi thì nồng nhiệt, khi lại lạnh nhạt. Người độc thân cũng gặp phải tình trạng này khi theo đuổi người trong mộng,
bạn sẽ phải đau đầu và tốn nhiều thời gian, công sức để giành được trái tim của người ấy. Tháng 11 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 11 âm lịch, người tuổi Thìn cần đặc biệt cẩn thận cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vận trình công danh sự nghiệp vẫn đang lao dốc, trong khi đường tình duyên, tài lộc và sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực. Công việc của con giáp này thường xuyên gặp phải cản trở hay sự cố chẳng thể chống đỡ được, ví dụ như bị đồng nghiệp đùn đẩy, đổ trách nhiệm, bị khách hàng cố tình gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, chẳng phân biệt phải đúng phải sai. Trong trường hợp này, những chú rồng cần phải bình tĩnh, giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để không mắc phải sai lầm. Người ta đã sai, mình lại càng sai hơn. Hãy sống khiêm nhường, làm gì cũng phải lặng lặng mà làm, đừng khoe khoang phô trương thanh thế mà khiến tiểu nhân ngứa mắt. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng chạp năm Canh Tý của tuổi Thìn khá tốt, cả tình yêu lẫn sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe đều có những bước tiến đáng chúc mừng. Có thể nói đây là tháng thu hoạch của những chú rồng. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này sau bao nhiêu ngày tháng vất vả, cực khổ cũng đã hái được trái ngọt. Bản mệnh có cơ hội được cấp trên ưu ái, cất nhắc lên vị trí cao hơn, trao cho nhiều trọng trách, lương thưởng đãi ngộ cũng theo đó mà tăng lên. Về phương diện tình cảm, tuổi Thìn trong những tháng cuối cùng của năm Canh Tý sẽ đón tin vui. Những bạn yêu nhau đã lâu sẽ tính tới thời điểm về chung một nhà, cùng nhau gây dựng hạnh phúc gia đình nhỏ. Người độc thân tháng tới đào hoa vẫn không tồi, có hy vọng sẽ tìm thấy một nửa của mình. Tình cảm phát triển khá nhanh, bản mệnh có thể sớm nghĩ tới chuyện trăm năm hạnh phúc. Quý vị thân mến, trong năm 2020, tuổi Thìn sẽ được quý nhân phù trợ trong sự nghiệp. Đó chính là do sao quốc ấn quý nhân và tam đài tạo điều kiện để tài năng của người tuổi Thìn được công nhận và tỏa sáng. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng cần phải chú ý nhiều hơn vì trong năm nay, tuổi Thìn còn bị tiểu nhân trả thù hoặc bị dính vào rắc rối pháp luật và kiện tụng. Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Phong thủy lộc tài xin chúc tuổi Thìn năm 2020 sẽ có những bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp và tiền tài. Đừng quên nhấn like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất của Phong thủy lộc tài và đừng bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.